Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái xe phổ thông cũng như là rất là thông dụng. Thì sau đây mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chi tiết từng M1. Và với chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu, đó là một chiếc xe SYM Enjoy. Với chiếc xe Enjoy 125 đó, chiếc xe Enjoy này là một chiếc xe Honda của hãng SYM, chạy rất là bền, rất là nhẹ và rất là cực kỳ ít hao xăng và ít có hư hỏng vặt lắm. Nhưng mà vì cái thương hiệu như là SYM người ta không chuộng lắm, nhưng mà thực tế xe chạy rất là ổn định nha các bạn, và giá nó cũng rất là mềm. Và với cái em này là mang biển số 60Y18856, xe này ta mua về chạy ngon cực kỳ ngon hơn mấy chiếc Victoria nhiều luôn á. Nhưng mà giá của em này nó chỉ có 3 triệu thôi, giá rất là mềm, 3 triệu, chạy cực kỳ ngon, máy cực êm, giấy tờ đầy đủ. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các chị chiếc xe nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, đó là Yamaha Mio, đó là màu đen bạc. Xe Yamaha Mio này thì em nó nhỏ gọn, rất là linh động, cơ động đi. Và với chiếc xe Mio màu bạc này, chúng ta có thể đi chợ hoặc là đi, nói chung đi công chuyện đi tới lui rất là dễ dàng. Và nhỏ nhắn nữa thì phù hợp cho các bạn có cái tướng nó nhỏ, và thấy nó nhỏ nhưng mà xe nó vẫn chạy rất là khá nha các bạn, nó chạy cũng khỏe lắm á. Và chúng ta đi lanh quanh trong thành phố thì nó rất là dễ dàng đó. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 4 triệu cho một chiếc xe Yamaha của Nhật. Rồi, cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa, qua cái xe số thì mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future 125 FI phun xăng điện tử, rất là mới, rất là đẹp, bánh mâm thắng đĩa, đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn, xe đầu nồi chưa rớt, xe còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Em nó có cái màu bạc, đen, hai cái màu làm cho cái xe rất là sạch. Cái tên là xe chính chủ. Em này mang biển số là 59C130773. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu nha các bạn, 16 triệu. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các chị một chiếc xe Honda Future Nail. Đây là chiếc xe Honda Future Nail, bánh căm thắng đĩa, dàn áo còn rất là sạch, rất là mới. Và với chiếc xe Honda Future Nail này, em nó mang biển số dễ thương nha các bạn, 59E188277, số cộng dễ thương. Thì với chiếc xe Future 2 này, chiếc Future Nail này thì mình mong muốn bán với giá là 16 triệu 800, 16 triệu 800 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, các chị. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, các chị chiếc xe Honda Future 2. Đây là chiếc xe Honda Future 2 màu tím, màu đen tím, bánh căm thắng đĩa. Chiếc xe Future 2 này đi cực kỳ bền luôn. Nói chung là mấy cái dòng này là đi đã lắm các bạn, đi càng chạy xa là máy nó càng ngon. Và xe này em này mang biển số là 59F192308. Và với cái chiếc xe Honda Future 2 này, đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn, đầu nồi chưa rớt. Khi các bạn, các anh chị tới là các bạn, các anh chị kiểm tra thoải mái, tại giờ tối quá. Với chiếc xe Future 2 đầu nồi chưa rớt này, xe chính chủ này thì mình mong muốn bán với giá là 19 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.
tất cả là xe, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn. Rồi, và mời các bạn các chị hãy tới thử test, bao test các kiểu, bao thử các kiểu luôn nha các bạn ơi. Rồi, sau đó mình đi ra phòng công chứng cùng nhau ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.